Xin chào các bạn, tôi là tiến sĩ Hà Thị Phương Dung, giảng viên của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Tôi đã có 20 năm giảng dạy và hơn 10 năm có kinh nghiệm tư vấn kế toán cho các doanh nghiệp xuất nhập khẩu, các doanh nghiệp ngành năng lượng và doanh nghiệp xây lắp. Hiện nay tôi là thành viên liên kết của CPA Australia. Sau một thời gian nghiên cứu, tôi thấy các doanh nghiệp trong nền kinh tế Việt Nam đã sử dụng rất nhiều công cụ tài chính phái sinh, đặc biệt là hợp đồng kỳ hạn. Đối với các doanh nghiệp năng lượng lại sử dụng rất là nhiều. Và hiện nay, các văn bản pháp lý về kế toán hợp đồng kỳ hạn là thiếu. Tuy nhiên, dựa vào thông lệ quốc tế, chuẩn mực kế toán quốc tế IAS số 32, chuẩn mực kế toán quốc tế IAS số 39, chuẩn mực lập báo cáo tài chính quốc tế IFRS 7, IFRS 9, tôi đã đề xuất phương pháp kế toán hợp đồng kỳ hạn và chúng ta đã trình bày trong phần bài học kế toán hợp đồng kỳ hạn với các cái nội dung chính bao gồm 4 phần như sau. Một là kế toán hợp đồng kỳ hạn mua hàng hóa. Thứ hai là kế toán hợp đồng kỳ hạn đối với ngoại tệ. Thứ ba là kế toán hợp đồng kỳ hạn đối với chứng khoán. Và thứ tư là kế toán hợp đồng kỳ hạn đối với lãi suất. Với mỗi một nội dung, chúng ta đều nghiên cứu hợp đồng kỳ hạn cho mục đích phòng ngừa rủi ro. Việc phòng ngừa rủi ro là rất quan trọng, đặc biệt là sự biến động của dịch bệnh và sự biến động của nền kinh tế thế giới thì các doanh nghiệp cần phải sử dụng hợp đồng kỳ hạn cho mục đích phòng ngừa rủi ro. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp có thể sử dụng hợp đồng kỳ hạn với mục đích kinh doanh. Sau khóa học, các bạn sẽ nhận biết được ứng dụng của hợp đồng kỳ hạn và phương pháp kế toán của nó. Xin mời các bạn đăng ký tham gia khóa học. Hẹn gặp lại các bạn trong khóa học. Xin chào!